Chào các bạn, lâu quá rồi không gặp các bạn. Hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng đi thăm một cái trại cá mới khai trương. Trại cá này của một người khá là quen biết với mình, cũng như là quen biết với tất cả các bạn. Một lát nữa đến nơi thì các bạn sẽ biết cái trại cá này của nhân vật nào nha. Giờ mình tập trung lái xe cái đã. Đến nơi rồi các bạn. Trại cá này gồm hai phần. Một phần là cái nơi để trưng bày cá, bán cá cho anh em, và một phần là trại nuôi cá. Trước tiên thì mình sẽ vào cái khu trưng bày cá đi. Mình đến hơi trễ một chút cho nên là khách cứa cũng về khá nhiều rồi, chỉ còn lại một số anh em thân thiết thôi. Trại cá khai trương ngày hôm nay cá chưa có nhiều lắm. Cái khu bên này keo này là cá beta nè. Chủ yếu cá ở đây là beta koi và fancy copper. Phần giữa này mới xử lý nước thôi, chưa có thả cá. Một dãy rất là nhiều hồ luôn. Đó đó đó, cuộn cái chen 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 này mà khói không chậm à. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái hồ. Khu bên này có một số bảy màu này giống lạ nè, cũng đen thui full black vậy. Bên này là bảy màu coi đỏ, Dumbo red tail. Bên này là Dumbo red tail, bên trên là rồng đỏ, bên dưới là rồng tím. Bên này là bảy màu rồng đỏ, bên dưới là bảy màu rồng tím. Tại cá này beta nhưng mà cũng có bảy màu, khá là nhiều. Khu trong này là cá bầy, hai hồ nè, ba hồ, bốn hồ, năm hồ, sáu hồ, bảy hồ, tám hồ. Khu này là cá bầy, nó hơi tối một chút. Giá bán ở đây theo như mình thấy là khá mềm các bạn. Mấy con Galaxy con. Coi Galaxy này là giá 100.000 một con nè. Cá rất là sung và form cũng khá là đẹp. Vàng trên này là 100.000 một con. Bên dưới là 50.000 một con hả? Dạ. Rồi, bên dưới này là 50.000 một con. Đó là giá chung nha các bạn. Còn trong tuần lễ khuyến mãi thì giá này còn được tặng thêm một con cá tương tự nữa, cũng như là mua một tặng một luôn. Tuần lễ khuyến mãi chấm dứt vào lúc nào vậy anh chủ đại? Hết số cá này luôn. À, khuyến mãi đến khi nào hết cái số cá được trưng bày ở đây, hoặc là đến ngày 7 đến ngày 10 tháng 4 năm 2019. Anh em nào muốn mua cá giá tốt mà mua khuyến mãi thì lưu ý cái thông tin này nha. Cá rất đẹp.
Bên này là dàn cá chất lượng hơn, dùng có thể làm giống được nè. Đương nhiên cá bên này thì giá nó cao hơn một tí, khoảng 200 ngàn một con. Những con cá này hiện đang rất là sung nè, nó đang nhả bọt ở đây luôn nè. Những con cá này có thể là ép ngay được. Có coi hấp mua luôn nè các bạn. Trước giờ thì mình chỉ nuôi coi đuôi ngắn, mà mình cũng chỉ nghĩ là coi nó không có hấp mua. Ở đây là có coi hấp mua luôn nè. Những con cá này rất sung, là bọt hết rồi đây. Mặc dù là cái dàn hồ ở giữa này mới chỉ xử lý nước thôi, chưa có thả cá, nhưng tổng số lượng đàn cá được trưng bày ở đây có thể hơn 1.000 con rồi đó các bạn. Đây là số đã lên keo để trưng bày và xuất bán. Bây giờ mình sẽ mời các bạn đi xem cái khu nuôi cá của trại cá này. Đây là một trong hai khu nuôi cá của trại cá này. Số keo này là dùng để cho cá tách lẻ rồi nè. Còn những cái khu vực hồ này thì dùng để nuôi cá bột, cá con. Rất là nhiều hồ luôn. Khu này chủ nhân còn có ý định mở rộng. Đã hết cái khu đắm mía kia, chắc khoảng là 50 đến 70 mét vuông nữa. Hiện tại cái số lượng này cũng đã rất là nhiều rồi nè. Một cái hồ như thế này có thể nuôi được khoảng 5 đến 700 con cá. Ở đây thì có rất là nhiều hồ. Dạng hồ bên này mới ở giai đoạn là xử lý nước thôi nha các bạn, chưa có thả cá. Một lát nữa mình sẽ mời các bạn qua tham quan cái khu ở bên kia, là khu đã có cá rồi. Trước khi mình đưa các bạn qua cái khu nuôi cá thứ hai thì mình cũng xin nói rõ hơn về cái trại cá này. Thực ra vẫn là cái trại cá của một bạn rất là quen thuộc với các bạn trong đợt Beta Brinam vừa rồi. Nhà tài trợ bảnh nhất Beta Brinam đó là bạn Đặng ở Tây Ninh. Và đây là cái trại cá mới của bạn Đặng. Vẫn là Beta Liễu Đặng thôi. Số điện thoại đây các bạn. Mình nói đi nói lại số điện thoại này rất là nhiều lần, nhưng mà vẫn có rất là nhiều bạn hỏi tới hơi lui, tại vì các bạn không chịu xem clip. Có điều trại cá lần này bạn Đặng đã dời qua một cái địa điểm mới ở đây. Cái trại cá cũ đã được chuyển hết qua đây. Bởi vì qua đây thì bạn Đặng đã nâng cái quy mô nó lên, nó lớn gấp 2-3 lần. Ở cái mặt bằng cũ nó không có đáp ứng được. Đây là những người chủ của trại cá này đó các bạn. Nếu như đợt trước là chỉ có một mình bạn Đặng thôi, còn kỳ này Beta Liễu Đặng đó có một cái nhóm anh em. Đây, đây bạn này là Đặng nè, anh em cũng biết rồi. Bạn này là gì? Khải. Khải phải không? Khải.
Dạ Sơn. Sơn. Dạ con Khánh. Khánh. Em Bon hả? Đây là Tuấn. Tuấn. Rồi. Lê Tuấn. Nhóm anh em này còn rất trẻ như các bạn thấy, nhưng mà cái tay nghề về nuôi beta thì có thể nói là rất là đẳng cấp rồi. Mình thì mình rất là nể những cái người trẻ này. Cái tại cá này là do những anh em này chung sức với nhau để lập nên. Anh em nào quan tâm đến cá beta thì chắc chắn sẽ còn gặp những anh em này nhiều lần trong những cái đợt beta free sắp tới của mình, cũng như là những cái kỳ offline của mình. Rồi, sẽ gặp lại các anh em này sau. Bây giờ mình thì qua tiếp cái khu nuôi cá thứ hai để cho các bạn tham quan cũng như là tìm hiểu cái cách nuôi cá của trại cá này. Và đây là hậu phương của trại cá beta Liễu Đặng đây các bạn. Một cơ ngơi rất là rộng rãi và thông thoáng. Diện tích khoảng 2.000 m2. Phía trước là một dòng kênh rất là thơ mộng. Ở đây các bạn có thể nghe tiếng chim yến nha. Ở đây xung quanh đây mình thấy có một vài cái nhà nuôi yến. Khung cảnh ở đây rất là yên bình và rất là thông thoáng. Mình rất thích những cái không gian như thế này. Bây giờ mình đi xem cá của khu nuôi cá này. Ở đây cũng có một cái khu để lên keo cá trưng bày cho khách xem nè các bạn. Những con cá này có form rất là đẹp và nó rất là sung. Phải nói là cá ở đây rất là đẹp các bạn. Mình thấy trong đàn cá của mình hình như là không có được con cá nào đẹp như cá ở đây. Tao hết mấy cái miếng chè này chắc là kè dữ rồi. Dạ. Coi Galaxy không? Này Galaxy, coi Galaxy không à? Dạ. Đây, thức ăn của nó là các bạn. Cá này được nuôi bằng lăng quăng không cho nên là nó cực kỳ sung. Này ở nông thôn cho nên là cái việc kiếm lăng quăng nó không có khó. Có điều gầy lăng quăng để nuôi cá beta này cũng hết sức cẩn thận với muỗi, là một cái nguyên nhân truyền bệnh sốt xuất huyết rất là nguy hiểm. Cá rất đẹp các bạn. Thả cái miếng chè rồi nó kè dữ dội luôn. Rất là mãn nhãn với cái dàn cá này các bạn. Con nào nhìn cũng đẹp luôn. Này hồi bắt ở trước đây là tập F1 Indo. Cái này là F1 Indo luôn hả? Dạ. Con giống ở đây nè. Hôm nay đi tham quan cái trại cá này phải nói là mình rất mãn nhãn luôn các bạn. Thì trước mình lên trại beta Liễu Đặng thì mình chỉ xem được một phần thôi. Hôm nay có thời gian hơn cho nên là mình mới đi tiếp về cái khu hậu phương này. Cá rất đẹp. Đây là khu trưng bày. Giờ mình sẽ qua tiếp cái khu nuôi cá bột
nuôi khu ép cá luôn đi. Đây các bạn, cá beta bầy thì phải nuôi như thế này, nó cần phải có rong hoặc là bèo thì nó mới tốt cho cái sự phát triển của cá, cũng như là nó sẽ giảm cái việc là cá nó cắn lộn lẫn nhau. Các bạn thấy đây, nuôi chung rất là nhiều, một cái hồ này cả hàng ngàn con cá, nhưng mà các bạn thấy nó rất là hòa bình với nhau chứ không có con nào hung hăng hết. Bên này là một hồ nữa nè, rong này là rong đuôi tròn các bạn, rong này nó đâu cần ánh nắng hay là thứ. Rong này có một cái điều rất tốt, đó là nó không cần ánh nắng như là bèo, nó vẫn phát triển rất là tốt. Bên này là một hồ nữa nè, đây là lăng quăng đang được để dành để cho cá beta nó ăn nè các bạn, khủng khiếp, rất là nhiều. Cái này mà không có che đậy kỹ thì sẽ bị muỗi nè. Ở đây thì nó được che đậy kỹ, mình chỉ dỡ ra để mình quay phim thôi. Bên này là một số cá bầy đã khá lớn rồi nè các bạn, nuôi cá bằng cái hồ đốt xi măng rồi có cái rong đuôi chồn như này thì cái môi trường nước nó rất là tốt cho sự phát triển của cá beta. Đây là một số cái hồ lớn hơn nè các bạn, mình rất là khoái cái dàn rong ở đây. Tổng đàn cá ở đây phải khoảng 5.000 con đó các bạn. Bên kia là những cái hồ để nuôi cá thịt, cá tai tượng. Đây thì thả bèo nè, và nước rất là sâu. Và đây là cái khu phơm cá. Thực ra phơm cá là sao, chú nghe nói phơm mà chú cũng không rành cái phơm này là sao. Nghĩa là mình đưa lên là mình tách bầy để cá có thể lên màu lẹ hơn và bung phơm, bung đuôi, vây lưng này nọ các kiểu lẹ hơn. À rồi, mình đã hỏi bạn Đặng chủ trại và bạn Đặng đã trả lời cho các bạn nghe đó. Cái việc mình tách những cái con cá nó lớn ra riêng để mình cho nó giúp cho nó phát triển lớn hơn, rồi nó lên màu nhanh hơn, cũng như là nó bung vây bung đuôi đầy đủ là gọi là phơm cá. Bạn nào chưa có rành về cái này thì có thể tham khảo thêm nha. Khu này là khu phơm cá nè. Sau khi phơm xong thì những cái con cá nào đẹp sẽ được đưa lên cái khu trưng bày ở đằng trước. Và đây là cái nguồn thức ăn để nuôi cá beta bột của đại cá Liễu Đặng đây các bạn. Nguyên một cái hồ nước ở đây. Hồ này mình nghĩ diện tích là chắc khoảng 6-70 mét vuông gì đó. Nó là nước tù, và nó là cái nguồn cung cấp bò bò cho cả cái đại cá này. Bò bò ở đây rất nhiều, dư cá ăn không hết luôn. Rất tiếc là buổi trưa cho nên là mình không có quay được con bò bò cho các bạn xem. Bò bò thì thường thường chỉ vớt vào buổi sáng sớm thôi. Đây là khu nuôi cá beta bột của trại cá beta Liễu Đặng. Và mình có một số cái kinh nghiệm sẽ nhờ anh Dũng chia sẻ lại với các bạn. Đầu tiên các bạn thấy nè, trong cái hồ cá bột này nó có một số con lăng quăng. Nhưng theo anh Dũng thì những cái con lăng quăng này nó không có đáng lo. Nó lớn thì nó tự thành muỗi thôi, nó không có ảnh hưởng đến cá beta bột. Tức là nó sẽ không ăn cá beta bột của các bạn đâu. Không cần phải quá lo lắng mà phải tìm cách để bắt lăng quăng này ra. Còn mình nuôi cá beta bột ở đây thì thức ăn chủ yếu bằng cái gì anh Dũng? Bò bò. Rồi, trại cá này nuôi cá beta bột bằng cái nguồn thức ăn chính là bò bò. Và cách nuôi thì như thế nào anh? Cách nuôi thì cứ là cho đổ bò bò vô cho nó ăn thôi. Nói cái 10 ngày tuổi là đổ bò vô. À. Rồi, kinh nghiệm nuôi cá beta bột của trại cá này, đó là mình khi mà
cá nó ép xong nó nở thì các bạn cứ cho nó ăn trứng cút, lòng đỏ trứng cút như cái cách mình chia sẻ với các bạn một trong vài ngày đầu. Sau đó thì các bạn kiếm cái con bo bo còn sống các bạn thả vào. Đến khoảng 7 đến 10 ngày tuổi thì khi đó cá bột nó đã tương đối cứng cáp, thì lúc đó các bạn mới tách cá beta trống ra và các bạn cứ cho cái con bo bo còn sống vào. Bo bo nó đẻ ra là con cá con ăn. Các bạn đừng có lo là con cá beta bột nó không ăn được con bo bo, bởi vì cái này mình cũng đã có chia sẻ nhiều lần rồi. Bo bo cái vòng đời nó rất là ngắn cho nên nó sinh sản rất là nhanh. Khi mà các bạn cho bo bo còn sống vào thì nó sẽ đẻ bo bo con cho cá bột của các bạn ăn. Và đó là cái loại thức ăn tốt nhất cho cá beta bột của các bạn. Ở đây cái hồ làm bằng cái thùng xốp nó màu trắng. Cá beta coi nó màu trắng cho nên là cá con nó hơi bị khó thấy một chút. Phải nhìn kỹ lắm thì mới thấy. Ở đây có một vài con cá bột ở đây nè. Đó, phải nhìn kỹ lắm thì mới thấy cá beta bột. Hiện giờ thì ở đây coi 2, 4, 5, 10 bầy cá beta bột đều là coi Galaxy hết đó các bạn. Đó, mình thấy là đa phần các cái trại cá beta người ta nuôi đều nuôi cá beta bột bằng cái loại thức ăn đó là con bo bo. Có thể nuôi bằng Artemia nhưng mà ở đây mình có nguồn bo bo rất là sẵn sàng cho nên là không cần phải nuôi cá beta bột bằng Artemia. Cái này là một cái kinh nghiệm rất là quý giá cho anh em nào đang tập nuôi cá beta bột nha. Vừa rồi mình đã đưa các bạn đi tham quan hai khu nuôi cá của trại cá beta Liễu Đặng. Khu này là nhà của đồng chí này. Cậu tên gì? Dũng. Rồi, cái này là cậu Dũng, là hậu phương của anh Đặng, là chủ của nhóm anh em trại cá beta Liễu Đặng cũng đang hội nhau ở đây. Bây giờ thì mình chỉ đường cho các bạn để tìm đến cái trại cá này. Lúc nãy mình đi là từ dưới Củ Chi mình đi lên, vừa qua khu công nghiệp Trảng Bàng đến cái ngã tư đèn đỏ đầu tiên. Thì các bạn quẹo trái vào khoảng một cây số, các bạn mình nhìn bên tay phải thì các bạn sẽ thấy một cái bảng là Beta Liễu Đặng. Đó là cái khu trưng bày cũng như là cái trại cá của bạn Đặng và các anh em này. Bạn nào có nhu cầu gặp gỡ trực tiếp để hỏi thì đây, lên gặp cái nhóm này đây. Còn nếu mà chỉ mua cá thì quá bình thường rồi. Bây giờ thì mình sẽ về thôi. Kết thúc clip. Cái mà mình khoái nhất khi mà làm cái clip này chính là cái dòng kênh ở phía trước này. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các clip của mình nha.